Tracy mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là thành phẩm dĩa cải chua sau khi mà Tracy đã trộn tỏi ớt cùng với lại nước tương và nước mắm. Sự kết hợp giữa nước tương, nước mắm và tỏi ớt giúp cho cái dĩa cải chua của mình nó thêm phần sinh động, hấp dẫn. Mọi người xem cái dĩa cải chua của mình thật là bắt mắt. Màu vàng ươm trông rất ngon phải không nào? Và đây là cái dĩa cải chua mà Tracy trộn bằng nước mắm và tỏi ớt. Nó cũng không kém sao phần bắt mắt với màu sắc chút chút đỏ, chút chút vàng nhạt, vàng ươm của cải thật là ngon nè. Bây giờ mình sẽ ăn để cảm nhận nha. Như cải rất là giòn, vừa ăn mặn mặn chua chua nhẹ, thơm mùi tỏi ớt. Rồi bây giờ là mình đã xong cái món dưa cải trộn đơn giản như thế này. Và nếu mọi người thấy thích món dưa cải chua trộn ớt tỏi đơn giản này thì hãy cùng bắt tay vào làm với Tracy nha. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh, chia sẻ, yêu thích để tiện theo dõi những video clip mới mà Tracy ra nha. Để chuẩn bị cho cái món dưa cải chua chọn mắm tỏi ớt hay là chọn trộn nước tương tỏi ớt thì ở đây nguyên liệu không thể thiếu là mình có dưa cải chua. Đây là cái dưa cải muối chua mà Tracy đã làm sẵn để ở trong nhà. Được rồi, Tracy có chia sẻ cho mọi người cách làm dưa cải chua lên màu vàng đẹp tự nhiên đó. Thì làm xong thì mình sẽ cất vô hộp như thế này và mình để trong ngăn mát tủ lạnh, mình bảo quản, mình ăn dần ha. Mình cứ đổ vớt hết cái nước ra và mình để cho nó ráo, rồi sau đó thì mình sẽ để như thế này, mình cất, mình không có rửa nước lạnh ha. Khi nào mình ăn thì mình sẽ rửa nước lạnh và mình vắt thiệt sạch, hoặc mình để như vậy mình trộn luôn, mình không cần phải vắt. Tại vì khi mình để ráo thì cái nước nó nhỏ xuống cũng nhiều lắm. Đến thì Tracy có các nguyên liệu đi kèm thì mình có ớt băm, rồi mình có tỏi, nước tương, nước mắm, muối, các gia vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành trộn cải ha. Đây là cái cải mà Tracy đã làm, rất ngon, rất giòn luôn cả nhà. Mọi người nhìn xem ha. Bây giờ mình sẽ để đây và mình sẽ tiến hành mình trộn. Hôm nay thì Tracy sẽ trộn khoảng 150 và một cái là 300. Thì Tracy sẽ cho hai cái, đây là 300 dưa cải để Tracy làm đối với nước mắm ha. Còn đây là Tracy làm đồ chai, đó là lần trộn với nước tương tỏi ớt thì mình sẽ có đây là 150. Mà mình thích cái củ gừng này nè, mình ăn á, thì mình sẽ cắt lát cái củ gừng mà ở trong khi mình muối dưa đó, mình có để đó, mình sẽ lấy cái gừng này nè, mình cắt sợi và mình sẽ trộn vô dưa cải ăn cũng rất là ngon nha. Cải của mình ăn không nó cũng đã rất là ngon rồi, nhưng mà mình trộn như thế này á, thì mình ăn nó sẽ thấm vị, nó rất là ngon hơn hẳn luôn đó. Rồi bây giờ thì Tracy sẽ có là 150g cải, thì mình ăn ít thì mình trộn ít, ăn nhiều thì mình trộn nhiều. Thì hôm nay thì Tracy sẽ trộn hai cái như thế này thôi. Rồi mình sẽ cất cái phần này đi ha. Đây là cái phần gia vị nước nước tương mình làm món chay trước nha. Thì Tracy có nè, do tính chất của cải của mình là có vị chua thanh chứ không có chua gắt, cho nên mình không có cần phải thêm chanh. Nhưng mà nếu mà mình thích cái vị chua thơm thơm của chanh thì mình sẽ cho chút xíu vô đây để mình làm tăng vị. Còn cái ớt và cái tỏi thì tùy ý mỗi người. Ai thích ăn ớt nhiều thì mình làm ớt nhiều, ai thích ăn ít ớt thì mình làm ít ớt nha. Ở đây thì Tracy sẽ có là một muỗng cà phê này tương ứng với 5g đường.
Rồi sau đó thì Tracy sẽ có là khoảng 1 gam muối, do cái cải của mình muối nó mặn vừa đó, thì mình sẽ cho vô đây khoảng 1 gam muối. Sau khi mình có 1 gam đường, 1 gam muối rồi thì mình sẽ cho vô đây tỏi mình tùy ý ha. Một muỗng như vậy thì Tracy múc khoảng 8 gam tỏi đó, muỗng vuông. Mình sẽ có một muỗng như thế này, là 1 muỗng cà phê thì nó khoảng là 5 gam nước tương. Rồi ngoài ra thì Tracy thích cái độ chua, nó chua nhẹ nhẹ đó, thì Tracy sẽ cho vô khoảng 1 đến 2 gam nước cốt chanh ha. Giờ mình sẽ cho cái phần ớt. Ớt mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, mình thích ăn ít thì mình cho ít nha. Mình có thể làm ớt sừng kết hợp với lại ớt hiểm. Rồi bây giờ Tracy sẽ bắt đầu trộn. Mình sẽ dùng đeo bao tay mình trộn nó mới đều nha, mình không có lấy đũa hết. Mình trộn nhiều thì mình sẽ dùng hai tay mình xới luôn. Đó, cái cải chua của mình nó trộn lên như vậy thì nó rất là thơm, rất là đậm vị. Cái này thì mình ăn chay được, nếu như mình thích ăn nước mắm thì mình dùng nước mắm chay để mình trộn nha. Bây giờ Tracy sẽ để đây khoảng 30 phút. 30 phút sau mình sẽ quay lại với cái này nha. Kế đến thì Tracy sẽ trộn cái cải chua cho nước nước mắm. Thì mình dùng nước mắm tỏi ớt. Thì ở đây thì Tracy có cái nước mắm tỏi ớt. Tracy cũng có ở đây là nửa muỗng, là khoảng 2 gam muối. Muối nó giúp cho nó cái cải của mình nó đậm vị thôi, chứ nó không có mặn nha, tại cái cải chua mình làm rất vừa. Sau đó thì Tracy sẽ có ở đây là 2 muỗng đường, là khoảng 10 gam đó. Ngoài ra thì Tracy sẽ có thêm 1 muỗng nước cốt chanh như thế này. Tỏi thì mình sẽ ăn tùy ý, thì mình thích tỏi ít hay tỏi nhiều thì mình sẽ cho ít hay nhiều. Thì ở đây thì Tracy sẽ 2 lần như vậy thì Tracy sẽ cho 2 muỗng. Ớt cũng vậy, thì ớt mình thích ăn ít thì mình cho ít, mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều ha, nó không có cái lượng cố định cho cái này. Mình sẽ trộn, mình cũng đeo bao tay vô mình trộn nha. Mình trộn xong rồi thì mình sẽ để đây khoảng 30 phút cho dưa cải mình nó ngấm. Xong sau đó thì mình sẽ trộn tiếp lần 2. Rồi bây giờ cái phần này là Tracy chưa có bỏ nước mắm ha. Ở đây mình có cái nước mắm mà Tracy đã đăng ở bài trước đó. Đây là cái nước mắm đa dụng nè. Mình sẽ ăn tất cả các món luôn. Bây giờ Tracy sẽ quậy lên. Ở đây Tracy sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh. Rồi 2 muỗng canh. Tracy sẽ cho vô đây là 3 muỗng canh. Ứng với 300 g mình sẽ cho 3 muỗng canh ha. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Sau khi mà mình trộn đều cho nó thấm như này, mọi người có thể cắt cái dưa cải của mình nhỏ hơn cho nó nhanh thấm ha. Hoặc mình để như vậy thì cái dưa cải này mình trộn xong mình ăn không với cơm nóng cũng rất ngon, hoặc là mình ăn với lại thịt kho hộp vịt, mình ăn kèm với các món thịt nướng đó, đồ nướng đó, cũng ngon lắm, hoặc dùng để mình ăn với lại cơm tấm. Rồi bây giờ mình sẽ để đây khoảng 30 phút. 30 phút sau thì mình sẽ chờ để cái mà cải của mình nó thấm. Thì khi cải mình nó thấm mình trộn như vậy thì cái cải của mình nó sẽ ra nước, và 30 phút sau mình sẽ chắc bỏ cái nước đó đi và mình sẽ làm lại lần 2 nha. Đây là cái dưa cải mình trộn nước tương để ăn chay nè. Thì sau khoảng 15 phút thì mình có thể làm luôn được, hoặc là mình để 30 phút nha. Để 30 phút thì nó ngấm hơn đó. Đó, thì lúc này thì Tracy sẽ bắt cái phần nước dưa ra.
Nếu mà nó có thì mình sẽ vắt ra, tại vì là khi mà mình ngâm như vậy có muối thì cái lượng nước ở trong cái dưa nó sẽ tiết ra nữa, nó sẽ không làm cho cái nước tương nước mắm của mình nó bị nhạt, nó bị lạc thì nó sẽ đậm vị. Đó thì Jessie sẽ cho ra cái phần này như thế này, rồi sau đó thì Jessie sẽ trộn lại. Này thì cái phần nước này là mình không dùng nữa ha. Jessie sẽ đổ nó đi. Đây là cái phần mà mình vừa vắt xong nè, mình sẽ cho vô lại hết từ đây. Rồi bây giờ thì Tracy sẽ có nước tương, thì Tracy cũng để như hồi nãy. Nước tương ở đây là mình dùng là một muỗng. Ừ. Đến thì Tracy cũng sẽ cho vô một chút xíu, khoảng nửa nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. À, mình sẽ cho vô một chút xíu, khoảng nửa muỗng đường ha. Rồi tỏi ớt thì nếu mà mình thích thêm thì mình sẽ dặm thêm, lần này mình sẽ không có cho muối nữa, mình chỉ dặm thêm tỏi hoặc ớt nếu mà mình thích nha. Đó mình sẽ cho vô tùy ý, cái này không có lượng. Mình sẽ bắt đầu mình trộn như cái phần này, thì cái này là mình để dùng cho mình ăn chay đó, thì mình trộn nước tương chay như vậy. Thì những ngày mà nhà mình không có gì ăn đó thì mình sẽ làm cái món như vậy để mình trộn, mình ăn kèm với cơm nóng rất là ngon ha. Đây là cái phần dưa cải, sau khi mình đã trộn nước tương rồi thì mình vẫn để như vậy để cho nó thấm. Đó, lần thứ hai xong mình sẽ cho vô cái hũ, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy ra bấy nhiêu. Do là hôm nay là tôi xì trộn ít là do là cái nước tương này nha. Hôm nay mình không có ăn chay đó, mình ăn nước mắm nha. Rồi bây giờ cái phần nước mắm đó thì mình cũng sẽ vắt ra, mình ngâm một lúc thì cái nước nước trong dưa nó sẽ ra. Ừ. Thì cho xì sẽ dắt bỏ đi cái phần nước qua cái chén bên này. Rồi thì xì sẽ dắt hết cái phần nước cùng với nước mắm. Cái nước này nó lạc đó, nó làm cho cái nước mắm của mình nó lạc, nó không có đậm đà. Thì mình sẽ vắt hết cái phần nước này đi. Mình để khoảng 30 phút thì nó thấm nhiều hơn nha. Cái này tôi sẽ để khoảng 15-20 phút thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vắt tiếp cái phần này, rồi cái phần nước này nó còn một chút xíu nè. Ừ. Sẽ chùi cái bàn đây. Đây là cái lượng nước và nước mắm mà sau khi mà mình vắt ra mà mình ngâm đó, thì nó sẽ nước này nó sẽ loãng. Ừ. Rồi bây giờ lần này thì mình sẽ cho cái phần nước mắm mà mình nước mắm đa dụng đó, mình làm sẵn đó, mình sẽ tiếp tục mình cho vô. Thì lúc này mình cho như vậy thì cái dưa cải của mình nó nước mắm nó thấm, nó sẽ không có làm cho cái dưa cải của mình nó lạc nữa nha. Đó đây là cái cách mà tôi xì hay dùng để trộn cái dưa cải của mình. Thì mọi người hãy thử làm cách này coi thử, cảm nhận thử cái dưa cải của mình nó ra làm sao ha. Ừ. Tôi xì thử một miếng nè. Ừ. Rất vừa, rất ngon luôn. Tôi thì thích cay cay hơn một chút xíu. Mình sẽ thêm một ít cay. Mình sẽ thêm một ít tỏi. Rồi. Ừ. Cái dưa cải của mình sẽ có tỏi, ớt, nước mắm, nó thấm đều, nó rất là ngon nha. Rồi mọi người hãy thử cùng làm cái món trộn đơn giản này với Tracy ha. Đảm bảo rất là bắt cơm, mình sẽ ăn với lại cá kho cũng ngon, mình sẽ ăn với lại thịt kho, rồi mình ăn không với cơm trắng cũng rất là ngon ha. Bây giờ Tracy sẽ cho nó ra dĩa nha. Đây là cái
Cái món này thì Tracy rất là thích ăn mỗi khi ăn kèm với lại cơm. Mình sẽ cho vô đây. Mình thích ăn cái gừng này thì mình cho cái gừng này vô luôn nha. Tại không thì mình sẽ cắt sợi nó. Tự mình sẽ đơn cho cái dĩa đối với cái món mặn này, món chay này luôn nha. Đây là cái phần dưa cải mà sau khi Tracy đã trộn nè. Đó, đây là cái dĩa dưa cải, mọi người xem nè, cái màu của nó khi mà mình múa dưa đó, cái màu của nó rất là đẹp luôn, nó vàng ươm mà, thấy không? Đó, đây là mình sẽ trộn cho những ngày mình ăn chay hoặc là mình thích ăn với nước tương cũng rất là thơm luôn. Rồi cái nước tương mà Tracy dùng hôm nay là loại nước tương đậm đặc của Maggi, thì mọi người có thể dùng theo cái chai này ha. Mình dùng nước tương đậm đặc nhãn đỏ như thế này. Đây là cái phần mà Tracy trộn nước mắm, thì mình có thời gian á, thì mình để lâu một chút xíu cho nó ngấm cái phần nước mắm, nó sẽ ngon hơn ha. Đó, cái này là cái dưa cải mà Tracy trộn nè. Giờ là mình đã xong cái món dưa cải trộn đơn giản như thế này. Mình sẽ có những ngày chay thì mình sẽ trộn với nước tương, và những ngày mình ăn mặn thì mình thích ăn dưa cải thì mình sẽ trộn với nước mắm như thế này ha. Thì hai kiểu trộn như thế này kiểu nào cũng ngon, thì tùy vào khẩu vị và cái thời điểm mà mình ăn chay hay ăn mặn, mình thích ăn loại nào thì mình làm loại đó nha. Cái món dưa cải đơn giản này thì Tracy mến chúc mọi người làm trộn cái món dưa cải này thành công, và hãy xem lại cái bài ở clip trước là mình có cái món dưa cải muối chua đó, màu tự nhiên vàng đẹp. Tracy cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nha.